Đây là hình ảnh được camera hành trình ghi lại trên tuyến đường 39 mới hướng từ thành phố Hưng Yên đi cầu Hưng Hà. Xe ô tô 4 chỗ biển vàng, bất chấp các dòng xe xuôi chiều, đã một mình một hướng, ngang nhiên đi ngược chiều. Do mặt cắt ngang đường không lớn, hành vi này đã khiến xe đi đúng làn, bất ngờ phải dừng xe nhường đường, rất nguy hiểm. Hiện lực lượng cảnh sát giao thông đang tiến hành xác minh lái xe vi phạm để có các biện pháp xử lý. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100 năm 2029, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính từ 4 đến 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 4 tháng với người điều khiển phương tiện.